Mới đây một sự việc đầy hy hữu vừa xảy ra tại Đại học Islam Antara Bangsa Malaysia khiến nhiều người không khỏi tìm hiểu với bức hình đăng tải trên mạng làng mạc hội. Trong bức ảnh này, hàng loạt các người chơi sinh viên chuyên ngành luật phải vừa cầm điện thoại bật đèn lên vừa tập trung làm bài. Chủ nhân của bức ảnh, Moin Hami Monajeri 22 tuổi, sinh viên ngành luật, cho biết cách đây vài ngày khi đang ngồi thi giữa kỳ bất ngờ đèn trong phòng học tự động tắt bật 3 lần. Vì đang làm bài lỡ dở nên buộc sinh phải rút điện thoại và bật đèn lên để tiếp tục làm bài kiểm tra môn luật học. Một số người chơi sinh viên tỏ rõ ràng sự khó chịu, nhưng sau ít phút khi đã quen với bóng tối mọi người đã im lặng làm bài. Bức ảnh mô đăng tải trên Twitter thu được bão like từ cư dân mạng. Sau khi đăng tải ít giờ, bài viết kèm hình ảnh lập cập thu được hơn 30.000 lượt thích cùng hơn 22.000 lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Không những thế, dưới bài viết có khá nhiều bình luận bày tỏ những ý kiến trái chiều. Nếu như không ít tài khoản khen ngợi sự sáng tạo của nhóm sinh viên này linh hoạt, kịp thời đối phó với tình huống bất ngờ ập tới, thì một số khác lại nghi hoặc mức độ trung thực của các em vì bóng tối dễ dãi tạo điều kiện cho gian lận, không thể dễ chơi dùng điện thoại bật đèn lên, các người chơi có thể dễ dãi lên mạng tra đáp án. Bày tỏ quan niệm về vấn đề này sau khi đọc được những bình luận của cộng đồng mạng, chàng sinh viên trên cũng không ngần ngại giải thích, các người chơi có thể làm bất kỳ điều gì, nhưng nhớ rằng ngay khi đạt điểm cao vì gian lận, đó cũng là thiệt thòi lớn vì mọi người sẽ không biết khả năng thực sự của người chơi. Mô cũng chia sẻ thêm chính vì lý do mất điện này mà giám thị đã cho phép lớp của anh chàng có thêm 10 phút để làm bài.